Vâng, xin quý vị xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình hôm nay cùng với người khách mời là cô Laura Rivera. So Laura, we were talking about, you know, why you had it and how you had, you know, a few worries. Yeah. But now go back to the operating table, right? Okay. How long did it last? How did you feel at the time? Were you worried? Was it painful? Well, of course, I was nervous, to be honest, and nervous. I was, kind of worried at the same time. But she always made me feel like you're gonna be okay. It's gonna be a faster procedure after how? A couple of how? Weeks. How did she make you feel? It's her, and I also wanted to mention like her assistants. Okay. Make me feel secure. Uh-huh. They were okay. Like customer service is great, right. So I like her customer service as well. So they make me feel secure about that and. So and how long was the procedure? It was about a couple hours, I would say. Okay. So, and throughout the time, were you aware of what? Well, she numbed me, and yeah, it was a little kind of when she numbed me. But after that, I didn't feel nothing. So but you were awake. You weren't asleep. I was awake, so that's one of the good part. Like right. I said, I chose her because she only numbed the local anesthesia, so it's like. I was awake at all the time. Okay. So, but did it hurt? Like when I was doing the surgery? No, I didn't feel nothing. It was not only when she numbed. Okay. She put anesthesia, only that. But after that, I didn't feel nothing. So I kind of like feel something, but didn't feel pain at all. Right. Trong cái phòng mổ thì cô Laura nhớ rằng là dĩ nhiên là bước vô thì cũng là rất là lo lắng. Tại vì chưa bao giờ mà làm những cái chuyện này. Nhưng mà cái điều mà làm cho cô cảm thấy an lòng là bởi vì ngoài cái việc bác sĩ giúp đỡ thì cái sự dịch vụ của những người nhân viên của bác sĩ nó cũng đã giúp cho cô rất là nhiều để bớt cái nỗi lo đó. Đầu tiên thì cô lại đã giống như là đã được chuẩn bị bằng cách là được game tê ở ngay cái vùng đó mà thôi, ngay cái vùng ngực. Vì vậy khi mà bác sĩ mà mổ đó và làm nâng ngực hoặc là sửa ngực lại đó thì cô đã không cảm thấy đau ở ngay trên đó. Và mặc dù cô có chỉ bị gây mê và chỉ gây tê, không có gây mê. Thành thử là cô hoàn toàn biết những chuyện gì nó đang xảy ra trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Bác sĩ có cái điều gì muốn nói, chia sẻ về cái bàn vào cái phòng đó, ngay cái bàn mổ không? Là làm sao những người phụ nữ bây giờ họ đang coi cái chương trình mình và họ rất là lo. Thì bây giờ làm sao cho họ bớt lo bác sĩ? Đúng rồi. Nhiều khách đó họ nói ra ô tỉnh táo như vậy rồi tôi sẽ thấy hết rồi tôi không làm được đâu, tôi sợ lắm. Nhưng mà thiệt ra nó dễ hơn là mình gây mê. Tại vì lúc sau khi họ cho khách vô phòng đó là đã cho khách uống thuốc trước cho nó more relax. Cho khách more relax. Mà có khách ngủ trên bàn luôn dù Hạnh không có cho. Ngủ luôn. Yes. Nhưng mà lúc đầu thì of course khách nào cũng hơi nervous. Rồi Hạnh drape the area là Hạnh sẽ che cho khách không có thấy được. Nhưng mà cái vùng ngực đó thì Hạnh để chống để Hạnh làm việc. Cho nên khách tưởng là tỉnh táo là sẽ thấy được hết. Nhưng no, Hạnh che cái vùng đó. Khách không có thấy được nhưng mà biết Hạnh làm việc. Tại vì có cái cảm giác Hạnh làm việc. Nhưng mà không có bị đau. Rồi lúc mà làm đó thì Hạnh, tại vì khách tỉnh nên cái vết thương nếu mà Hạnh có cắt đó nó rất là nhỏ, cái gì Hạnh cũng phải làm nhẹ tay tại vì khách tỉnh táo. Mà lúc mà làm nhẹ tay đó thì không có bị chảy máu, ít bị chảy máu là ngực cơ thể nó mau lành hơn. Rồi thứ ba đó là lúc mà Hạnh đặt vô đó, khách có thể thay đổi cái position, chỉnh cái tay lên, tay xuống để cho cái ngực nó nằm đúng chỗ. Rồi lúc đó sau rồi Hạnh mới khâu lại. Vâng. Và ngồi dậy là thấy hiệu quả rồi. Cũng tùy khách nữa, nếu mà Hạnh đặt cái implant lớn quá theo cái size của khách trước khi mà mình làm đó, có người họ là cup size A mà muốn trở thành C hay D là rất là tròn, thì cái implant đó nó sẽ nằm hơi cao một tí tại vì cơ thể cái muscle nó chưa có giãn để nó ôm được cái ngực đó. Thì Hạnh cho khách mang a special belt để giúp cho cái ngực nó nằm xuống. Nhưng mà lúc làm đó là không đau, ngồi dậy là không đau. Tại vì thuốc tê đã có tại chỗ rồi. Vâng. Nó chỉ đau là hai hôm đầu. Hai hôm đầu là cái hôm mà nó đau. Là tại sao? Tại vì cái muscle nó phải giãn để nó ôm cái ngực implant vô. Là cái đó lúc đó cần phải uống thuốc đau nhất.
Right, right. Cảm ơn bác sĩ. The doctor was just telling us about the actual procedure and how not only that you're aware of what was going on, but you were also able to move your arms to make sure that like the breast is in the right place. Can you, you know, tell us a bit about the result thereafter? Like, you know, how long did it take for the pain to go away? I mean, did you see the result right away? Yeah, definitely I saw the results right away. Uh-huh. And I was for about the 3 days when I was still feeling a little bit of pain where I cannot move my arms. Okay. But after that, I was feeling, every day was better and better, even though I give her a little hard time because I was feeling better soon, I guess. Uh-huh. So after even though she gave me instructions of not to do things, lifting or like move my arms still. So I did, I make her work on a Sunday. I remember that like I was mopping the night before and then sweeping because I was feeling good. Right. So I was okay, I'm getting better. So I thought I was able to do it like slowly. I did it kind of slow, but still like I shouldn't do it. Right. And then I was bleeding one of my breasts. I was, of course, I got scared. Mm. But the good thing, she always was there for me. Like even though I make her work on a Sunday, she always texts me. I was, of course, nervous or worried. Right. And how many days this was after the operation? It was after 10 days. After 10 days, wow. Because I was feeling good, so... And even, because you didn't listen to the doctor's advice. Yes, she gave me the instructions and I was feeling good, but it was because I was feeling good. And so I did that, I shouldn't. I text her and then she received me on Sunday. She doesn't work Sunday, she actually... Yeah, just hang on right there. Thưa quý vị, là một cái điều lý thú đó là cô nói rằng là chỉ chừng 3 ngày sau là cô cảm thấy cái vết đau đó nó không còn đau nhiều nữa. Và càng ngày nó càng làm cho cô cảm thấy rất là vui, rất là tốt. Thành thử là khoảng sau 10 ngày đó thì cô lại không nghe lời bác sĩ. Bác sĩ dặn là đừng làm gì nặng, phương bác sĩ. Dạ. Là đừng có cử động nhiều hay sao đó. Đừng có cử động. Hồi sẽ hỏi bác sĩ. Nhưng mà sau đó cô lại nói rằng là cô lại thích quá nữa, cô lại đi lo chùi nhà, chùi cửa. Thì nó đã làm cho cái vết thương chảy máu một tí và cô rất lo. Thì hôm đó là Chủ nhật, cô gọi điện thoại liền cho bác sĩ và bác sĩ đã vào cái phòng mổ và đã giúp cho cô, và điều đó làm cho cô cảm thấy rất là ấm lòng, là bởi vì đây là cái này nó sâu rồi và cái đây là lỗi của cô, nhưng mà bác sĩ vẫn giúp cho cô. Thì bác sĩ nói rõ hơn được chút bác sĩ là tại sao cổ lại bị cái vấn đề đó và như vậy thì lời khuyên của bác sĩ là gì? Dạ vâng, sau khi giải phẫu đó là khuyên khách là phải nghe lời khuyên, tại vì there's a reason for everything. Sau khi sửa ngực đó là dù ngực nó đẹp nhưng mà nó chưa có lành hoàn toàn, mà mới có 10 ngày thôi, vết thương nó còn non lắm nên không có được cử động. So I tell khách là không có được quét, không có được móp, không có được sơn, không có được tập tạ, không có được bơi, đừng có làm cái gì với cánh tay 3 tháng. Tại sao? Tại vì mình muốn cho vết thương nó lành, với là mình đừng có chỉnh cái implant đó cho nó nằm đúng chỗ. Hay là với là nếu mà ngực mà nó còn cao đó thì giúp cho cái ngực nó drop in the right position, mình đừng có cử động nhiều thì muscle nó mới không có rắn, nó không có ha. Nhưng mà cô này cô thấy khỏe quá, tỉnh táo quá, so cô quên cái lời khuyên và cổ móp mà cô gọi cho Hạnh, thì Hạnh lại thấy rằng là urgent message. Cái Hạnh gọi lại cho cô thì cô nói cô bị chảy máu ở vết thương, mà mình mới nghĩ quái quá, sao mà kỳ vậy, tại vì cái surgery của cổ nó rất là normal. Hạnh không có expect any problem, mà 10 ngày nữa là nó đã lành rồi, so there must be something mà nó ngoài bình thường. So Hạnh phải vô ca mổ, Hạnh gọi assistant y tá của Hạnh vô, Hạnh vô, cổ vô, rồi mở phòng mổ để coi take care of her. Nhưng mà lại rằng là nó chỉ là một cái vết thương nhỏ thôi. Cổ làm cho cái vết thương nó nở ra lại đó, nó banh ra lại, tại vì cô cử động nhiều quá. Thì Hạnh chỉ khâu lại một sợi chỉ and xong. Everything okay. Điều đó chứng tỏ rằng là cái mà Trịnh Hội mới học được hôm nay đó là ngoài cái việc bác sĩ giúp đỡ được cho khách hàng
vui vẻ với kết quả, nhưng mà nếu lỡ xui khách hàng không nghe lời mà lại phải làm việc vào chủ nhật thì là đó là làm cho cô Laura cảm thấy rất là cảm kích. So Laura, how do you feel now? I mean, has it improved anything in your life, whether it is with work or with your personal relationships? Well, definitely it changed my life. Definitely. Yeah, wow, definitely. It has changed your life. Yeah. Đã thay đổi cuộc sống hoàn toàn của cô. Vâng. Yeah, I feel more confident now. Okay. Like I'm excited, more happy, like yeah, at work same thing. So and she did a great job. I wanted to look since the beginning, I told her like I still want to look natural. So like not too much and I'm so happy with the result. Yeah. Kết quả thì cô rất vui bởi vì cô muốn nó nhìn tự nhiên thì nó rất là nhìn tự nhiên. Và nó đã làm cho cô tự tin hơn nhiều. So any advice as a last words for the audience? Any advice to women out there who had your problems before? Well, don't think about it. Like don't I think feel, about it. Yeah, it changed my life as a woman. So definitely recommend her and you're in good hands with her. Thank you. I'm so happy and excited about my how my change my life changed. This procedure. Right, so. Cô rất vui, cảm thấy rất tự tin và lời khuyên duy nhất đó là quý vị nếu mà cảm thấy cần sự giúp đỡ thì nên liên lạc với bác sĩ bởi vì nó đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Còn riêng bác sĩ, còn lời khuyên nào không? Chúng ta còn có một phút nữa thôi. Dạ vâng, nếu mà quý khách mà có nghĩ muốn sửa ngực đó, bây giờ có nhiều cách lắm, làm bằng saline hay silicone hay là có thể làm từ lấy mỡ của mình hạnh cấy vô ngực để làm cho nó natural, mà làm bằng cách gây tê thôi, không cần phải gây mê. Cho nên bây giờ nó rất là đơn giản, không phải là cái lo. Nếu mà muốn đó thì đến tham khảo tại Skin Zone hay là tìm hiểu thêm trên internet the information trước khi đi tham khảo chỗ nào. Còn riêng Trịnh Hội thì cái bài học đó là làm gì thì làm, phải cố gắng nghe lời bác sĩ để đừng trở lại văn phòng bác sĩ vào ngày chủ nhật để bác sĩ phải giúp mình nữa. Trong tinh thần đó, hẹn gặp lại quý vị trong một cái chương trình mới của Khỏe Trẻ Đẹp. Còn riêng bây giờ thì thank you very much Laura. Thank you. And thank you, hopefully I'll see you again soon. Sure, I'm probably going back with her for another right. procedure. Bye for now. Thank you. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.